xin kính chào quý vị và bà con. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 1 đến 9 tháng 6, toàn tỉnh đã có gần 240 ha lúa hè thu xuất hiện ốc bươu vàng, tăng gần 140 ha so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 22 ha bị ốc bươu vàng tàn phá nặng nề. Tình trạng ốc bươu vàng gây hại xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh như Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi. Chỉ cần lúa vừa xạ xong, nông dân dẫn nước vào ruộng, nước lên thì ốc bươu vàng có điều kiện xâm nhập và gây hại cho lúa. Tình hình ốc bươu vàng dự kiến sẽ còn tăng trong vài tuần tới. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi, để phòng trừ ốc bươu vàng, bên cạnh sử dụng các loại thuốc diệt ốc, nông dân cần vét rãnh xung quanh ruộng để bắt diệt, thu gom ốc, ổ trứng ốc trên các khu vực kênh mương, bờ cỏ. Thời tiết tại Quảng Ngãi nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ vẫn còn chưa thuận lợi trong việc thăm đồng thường xuyên của bà con. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 cho đến 36 độ, có nơi trên ngưỡng 36 độ. Còn người dân ở phía Bắc miền Trung và khu vực Bắc Bộ vẫn sẽ có thời tiết tương đối mát mẻ trong đêm nay và ngày mai. Mưa đã giảm dần, chỉ còn tập trung ở vùng núi phía Bắc vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ ban đêm trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ, vùng núi thấp hơn. Ban ngày trưa chiều trời hửng nắng nhẹ, cao nhất từ 30 cho đến 32 độ ở Bắc Bộ và từ 31 cho đến 33 độ ở Bắc Trung Bộ. Cuối cùng là các tỉnh phía Nam, mưa dông sẽ giảm dần tại đây trong 3 ngày tới, chỉ còn tập trung về tối và đêm. Ban ngày trời hửng nắng nhẹ với nhiệt độ duy trì ở ngưỡng vừa phải. Mức nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ, còn tại Nam Bộ dưới ngưỡng 34 độ. Khép lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.